những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine trưa 16 tháng 5. Ukraine ồ ạt tên lửa ATAP MS và căn cứ cọc quân Belbek của Nga ở Crimea. Quân Nga bắt đầu kiệt sức ở Kharkov, hứng tổn thất nặng nề, một số đơn vị bị xóa sổ. Trung tình báo Ukraine nói về khả năng Nga mở cuộc tiến công mới không phải ở Kharkov Pháp hứa sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Mỹ có kế hoạch gửi cho Ukraine thêm một khẩu đội Patriot. Ukraine yêu cầu Tà Bạch Úc dỡ bỏ lệnh cấm dùng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, Ukraine đã sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp trong một cuộc tấn công gây ra hỏa hoạn tại căn cứ không quân Nga ở Crimea, theo báo cáo. Kênh Astra Telegram đăng hình ảnh ngọn lửa tại sân bay Belbek gần thành phố Sevastopol sau cuộc tấn công vào đêm thứ ba. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 10 tên lửa chiến thuật, chiến thuật ATAP MS trên bán đảo Crimea bị chiếm đóng, nơi đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công của Ukraine gần đây. Nhóm phân tích nguồn mở OSINT đã đăng các hình ảnh vệ tinh của NASA hình ảnh cho thấy những đám cháy lớn đang hoành hành tại sân bay Belbek trong khoảng thời gian 2 giờ. Tài khoản Osin cho biết, các lực lượng Ukraine được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào căn cứ không quân Belbek ở Crimea do Nga chiếm đóng, sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật mcm 140 ATAP ms Các nguồn tin của Nga cho biết có nhiều vụ nổ trong khu vực. Chưa rõ mức độ thiệt hại sau đoàn tấn công, Tỉnh trưởng Troimir Mikhail Gravosev nói rằng các tên lửa nhằm vào sân bay quân sự Belbek trên bán đảo và bị đánh chặn trên biển, khiến mảnh vỡ rơi xuống một số khu dân cư. Ông nói rằng chưa có trường hợp thương vong, nhưng cảnh báo nguy cơ các quả đạn còn từ đầu đạn chùm rơi xuống đất và gây nguy hiểm cho người dân. Ngoại trưởng Latvia Baipa Berger vào hôm 1 tháng 5 tiết lộ một số đồng minh của Ukraine đã chuyển giao cho Kiev nhiều vũ khí tầm xa mà không cấm nước này sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga, song không nêu tên. Tổng thư ký NATO Stoltenberg trước đó cũng tuyên bố Ukraine có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ, kể cả bằng vũ khí do phương Tây cung cấp, dù các thành viên của khối từng cấm Kiev làm điều này vì lo ngại chiến sự vượt tầm kiểm soát. Quân Nga bắt đầu kiệt sức ở Kharkov, hứng tổn thất nặng nề, một số đơn vị bị xóa sổ. Một số đơn vị của lực lượng chiếm đóng đã mất khả năng chiến đấu sau nhiều ngày tấn công dữ dội. Theo báo cáo của phong trào du kích ITES của Ukraine, dựa trên dữ liệu của các nguồn và đặc vụ, các đơn vị xung kích Nga tham gia cuộc tấn công ở phía bắc khu vực Kharkov cấp đã chịu tổn thất nặng nề nhất. ITES viết, do giao tranh ác liệt, một số đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 138 sư đoàn súng trường cơ giới hóa số 18 và trung đoàn súng trường cơ giới hóa độc lập số 7 đã mất khả năng chiến đấu, tổn thất về số người chết và bị thương lên tới 70% nhân sự. Các cuộc đụng độ giữa các đơn vị tuyến của lực lượng vũ trang Nga và Stemsek không đóng vai trò quan trọng nhất trong việc này. Không phải tất cả chỉ huy đều có thể quản lý các cựu tù nhân, ngay cả những người có kinh nghiệm quân sự đáng kể. Theo nhóm tác chiến và chiến lược của quân đội Kostasiya, Nga đã huy động tới 5 tiểu đoàn quân nhân tham gia các trận chiến ở phía bắc khu vực Kharkov. Người phát ngôn của Kortesia phủ nhận thông tin cho rằng đang diễn ra các trận giao tranh trong thành phố ở Voshen. Theo ông, quân đội Ukraine đã làm việc để dọn dẹp vùng ngoài ô thành phố. Một số nguồn tin của Nga và Ukraine cho biết, quân chiếm đóng đang sử dụng một chiến thuật mới theo hướng này. Các nhóm tấn công nhỏ tối đa 5 người xâm nhập vào các vị trí của Ukraine, sau đó kết hợp với các nhóm tấn công nhỏ khác thành một nhóm tấn công lớn hơn. Trung tin báo Ukraine nói về khả năng Nga mở cuộc tiến công mới, không phải ở Kharkov. Trung tin báo Ukraine Kirido Budanov vào hôm 14 tháng 5 đưa ra tuyên bố về tình hình giao tranh sau khi Nga mở cuộc tiến công ở vùng Kharkov, cũng như nguy cơ giao tranh lan sang vùng Sumy, giáp Kharkov. Theo tờ Ukrainska Pravda, ông Budanov, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, Sri vào hôm 14 tháng 5, đưa ra nhận định trên truyền thông địa phương. Hiện tại, hoạt động quân sự của đối phương ở vùng Kharkov vẫn đang diễn ra, nói rằng đối phương đạt được thành công đáng kể là không đúng. Tuy vậy, tình hình vẫn đang rất căng thẳng và có thể thay đổi nhanh chóng. Ông Budanov nói trong một căn phòng bí mật, xung quanh không có ánh sáng. Trung tin báo Ukraine nói, ông nhận thấy xu hướng ổn định trong nỗ lực của Ukraine nhằm chặn bước tiến quân đội Nga ở Kharkov. Ông Putinov nói, các lực lượng Nga đã bị chặn lại ở những nơi xâm nhập thành công. Sau khi tình hình ổn định hoàn toàn, Ukraine sẽ tìm cách đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi biên giới. Ông Putinov nói thêm, về thông tin, Nga có thể mở thêm cuộc tiến công mới ở vùng Sumy giáp Kharkov thuộc miền Bắc Ukraine. Ông Putinov thừa nhận, Nga đã có sự chuẩn bị cho một hoạt động quân sự. Hiện tại, lực lượng của đối phương tập trung ở thị trấn Sersha bên Nga, giáp vùng Sumy. Nhưng Nga chưa mở cuộc tiến công, có lẽ do thời cơ chưa cho phép. Ông Bodanov nói, khi được hỏi rằng khi nào các lực lượng Nga có thể rút lui khỏi lãnh thổ Ukraine, ông Bodanov nói, Nga sẽ không tự rút lui mà không phải bị đẩy lùi. Ông Bodanov nói, giao tranh vẫn đang tiếp diễn, tình hình chưa đến mức thảm họa. Trung tin báo Ukraine cho rằng, mục tiêu của Nga khi tiến công vùng Kharkov là nhằm gây hỗn loạn và làm suy giảm ý chí chiến đấu của quân đội Ukraine. Ông Putinov cũng lưu ý, Nga chưa tung toàn bộ lực lượng tập trung ở khu vực biên giới giáp với Kharkov. Ông Putinov nói thêm, tôi nghĩ trong những ngày tới, đối phương sẽ sử dụng tất cả những gì mà họ có. Pháp hứa sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Hôm 15 tháng 5, Văn phòng Tổng thống Pháp tuyên bố nước này sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong vài tuần tới. Trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine đang diễn ra ngày càng khốc liệt trên chiến trường, với nhiều ưu thế thuộc về Nga thời gian gần đây. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Mật Rồng cũng tái khẳng định quyết tâm của nước này trong việc cung cấp tất cả hỗ trợ cần thiết nhằm giúp Ukraine cải thiện khả năng chiến đấu và giành lại ưu thế trên chiến trường. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về số lượng vũ khí viện trợ cũng như các nội dung liên quan không được hai bên công bố. Ngoài cam kết viện trợ quân sự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án mạnh mẽ việc tăng cường các cuộc không kích, bao gồm cả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine thời gian gần đây. Trước đó, ngày 11 tháng 5, Tổng thống Pháp đã cảnh báo EU sẽ mất hết uy tín và an ninh bị đe dọa nếu lực lượng Nga chiếm ưu thế ở Ukraine, đồng thời nêu lại ý tưởng gửi binh sĩ NATO đến chiến trường Ukraine. Mặc dù ý tưởng này trước đó đã bị Tổng thư ký NATO Stoltenberg -Sain bác bỏ. Về phần mình, các quan chức Nga đã chỉ trích lời lẽ hiếu chiến của nhà lãnh đạo Pháp, cho rằng những tuyên bố của ông đang dẫn tới sự leo thang hơn nữa của cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Mertun cũng đã trao đổi với Tổng thống Zelensky sự ủng hộ mạnh mẽ của mình về một thỏa thuận ngừng bắn toàn cầu trong thời gian tới Vận hội mùa hè diễn ra tại thủ đô Paris từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Ông Trung cho rằng lệnh ngừng bắn như vậy có thể tạo cơ hội đàm phán một thỏa thuận hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích hợp pháp của Ukraine và cho biết trong chuyến thăm pháp vào tuần trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là người ủng hộ đề xuất này. Mỹ có kế hoạch gửi cho Ukraine thêm một khẩu đội Patriot. Lubbock đưa tin Hoa Kỳ đang xem xét gửi một khẩu đội Patriot khác tới Ukraine. Theo Lubbock, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang nghiên cứu vấn đề này để đáp ứng nhu cầu bổ sung hệ thống phòng không của Ukraine. Ngôi tin của Lubbock cho biết Mỹ đang cố gắng gửi một khẩu đội Patriot cùng với radar. Ngoài ra, các đối tác châu Âu của Ukraine cũng đang lên kế hoạch cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không bổ sung từ kho dự trữ của họ. Mỹ có thể sẽ phân bổ kinh phí cho Patriot từ các viện trợ trị giá 61 tỷ đô la vừa được Quốc hội Mỹ thông qua. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây đã tới thăm Kiev và trong cuộc hội đàm với ông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần thêm hai hệ thống Patriot. Một khẩu đội Patriot bao gồm các radar và trạm điều khiển để xác định, theo dõi và nhắm mục tiêu vào vũ khí, bệ phóng và tài sản hỗ trợ của đối phương. Ukraine yêu cầu Tòa Bạch Úc dỡ bỏ lệnh cấm dùng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga. Politico đưa tin Ukraine đang gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga. Tờ báo viết rằng Ukraine đã theo dõi lực lượng Nga tập trung đông đảo gần biên giới trong vài tuần, nhưng chưa có cơ hội sử dụng vũ khí cho Mỹ cung cấp để tiến hành tấn công phủ đầu. Chính quyền Biden cung cấp vũ khí tầm xa với điều kiện không được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Một nhóm nghị sĩ Ukraine sẽ có mặt tại Washington trong tuần này, cụ thể là họ muốn tranh thủ sự ủng hộ của quốc hội về vấn đề này. David Arakamia, người đứng đầu phái đại biểu, người đại tớ của nhân dân, cho biết vấn đề chính hiện nay là chính sách của tòa Bạch Ốc nhằm hạn chế khả năng tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga của chúng tôi. Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ khẳng định chính sách của chính quyền Biden không thay đổi. Sự hỗ trợ này nhằm mục đích phòng thủ, không phải chờ các hoạt động tấn công trên lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Bepa Brest Trước đây đã tuyên bố rằng một số đồng minh đã dỡ bỏ các hạn chế đối với những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Đặc biệt, Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh trên lãnh thổ Nga. Nga sau đó bắt đầu đe dọa tấn công các mục tiêu quân sự của Anh. Tiếp tục vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!